Vụ hai bé gái bị mang đi ở quận 1, nghi phạm đặt đồ ăn và mua quần áo mới cho hai bé. Khi hai bé đòi về thì bảo giữ lại để nuôi. Giá mà chị tóm các bé trai trên 18 tuổi để nuôi thì các cháu đã xếp hàng lần lượt. Liên quan đến vụ hai bé bị mất tích tại phố đi bộ, sau 42 giờ tìm kiếm, hai bé đã được lực lượng công an tìm thấy trong một chung cư cao cấp. Nghi phạm được xác định là Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang. Được biết, Vi đã tiếp cận hai bé trên phố đi bộ, dắt hai bé qua sơ cổ cây mua đồ ăn rồi đưa về chung cư của mình. Tại đây, Vi đã giữ chân hai bé, đặt đồ ăn, mua nhiều đồ chơi trẻ em, cho các bé xem tivi. Khi bé lớn 7 tuổi nói muốn về nhà, thì Vi bảo hai chị em ở lại luôn với Vi để Vi nuôi. Cùng lúc đó, mẹ ruột 27 tuổi với 4 mặt con đang tất tả đi tìm hai con của mình. Lực lượng công an cũng nhanh chóng vào cuộc với 200 chiến sĩ. Thời điểm lực lượng ập vào giải cứu hai bé gái, Vi bất ngờ và vẫn còn đang đặt mua nhiều quần áo mới cho hai bé. Bước đầu, Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con. Do đó, Vi muốn đưa hai bé gái trên về để nuôi dưỡng. Hành động của chị Vi chỉ là sai người, sai thời điểm mà thôi. Bé nào trên 18 muốn chị nhận nuôi thì để lại một comment dưới phần bình luận nhé.